rách của tất cả các ngành nghề bạn nghĩ gì khi bạn nhìn thấy một bức tranh rách đã xem tranh cả ngày ở bảo tàng mục yêu thích của họ là những cái trừu tượng được tạo ra bởi một tai nạn đẹp rách nghĩ rằng họ có thể làm một cái gì đó như thế không có vấn đề ở nhà rách đưa tất cả mọi thứ ra khỏi phòng của họ và bao gồm thảm và cửa sổ với vài bạt họ mua xô sơn ngẫu nhiên trên đường về nhà không có một dây giá trị mặc dù rách lấy một xô stormy blue và bắn nó lên mọi góc của căn phòng Họ chắc chắn quăng nó gần trần nhà để sơn có thể di chuyển xuống các bức tường như những cuộn dây của kiến khắc một con đường lên sàn nhà. Tiếp theo, họ lấy chiếc Canary Yellow, nhưng lần này rách nhúng toàn bộ bàn tay vào thùng và tát ngón tay vào giữa các bức tường. Bây giờ cho Rustic Red, rách nhẹ nhàng lắc ngón tay của họ trong sơn và tiến hành chấm trung tâm của các vụ nổ màu vàng tươi. Với sơn rách còn lại, họ trộn màu vàng với màu xanh lam khi cánh tay của họ được ngâm kỹ đến khuỷu tay trong một màu xanh lá cây rêu rách quay vòng quanh căn phòng một cách hiệu quả các đốm màu xanh lá cây trên khắp các bức tường trên tấm bạt phủ sàn rách ngưỡng mộ sự hỗn loạn vinh quang mà họ tạo ra có lẽ đó là do khói sơn nhưng rách chắc rằng họ chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như vậy trước đây cảm giác thư giãn bình tĩnh này nhắc nhở họ về mẹ họ đang tập yoga cô luôn có vẻ hạnh phúc và thoải mái sau khi về nhà từ lớp học Rách tìm kiếm các lớp học yoga miễn phí gần họ trên điện thoại của họ và tìm thấy một trong một công viên cách đó hai dặm. Họ ở đó trong vòng một giờ mà không có mét và mặc quần lót và một chiếc áo thun mà nói là mây. Và có nó là mẹ của họ. Không ai thắc mắc một số rando tham gia vào giữa lớp yoga. Những bà mẹ độc thân trung niên cằn nhằn trao đổi một cái nhìn nhưng đừng cố đuổi rách ra ngoài. Sau lớp học rách cố gắng để làm cho cuộc trò chuyện thân thiện nhưng tất cả mọi người nhanh chóng đóng gói lên xe của họ và rời đi rách không quan tâm sự thô lỗ của họ thay vào đó họ đi bộ xung quanh công viên và ngắm nhìn quang cảnh ngày là nhiều để đáng yêu và nắng để sống trên tiêu cực và rách cảm thấy rất thoải mái sau lớp học yoga trong khi đi bộ bởi một cái cây rách nhận thấy một cái gì đó đầy màu sắc trên mặt đất khi họ cúi xuống để nhặt nó lên thì nhận ra đó là một con bướm đã chết đó là đôi cánh màu xanh và đen tinh tế bị đóng băng trong giữa chuyến bay nó rất đẹp rách quyết định giữ nó chúng nhẹ nhàng nôi sinh vật mong manh bằng ngón tay của họ. Họ tưởng tượng rằng sinh vật nhỏ bé này có thể có cuộc sống như thế nào trước khi nhặt nó lên. Có vẻ như nó đã không phải vật lộn khi nó chết nên chắc chắn nó đã sống một cuộc sống đầy đủ tuyệt vời. Những đám mây đen đột nhiên lăn vào và chặn bầu trời xanh tươi sáng. Trong khi đi bộ trở lại chiếc xe của họ, Jack phát hiện ra một con bò cánh cứng tháng sáu màu xanh lá cây chết và một con chuồn chuồn màu tím. Họ cũng nhặt chúng lên và mang chúng nhẹ nhàng trong lòng bàn tay của họ. Rách quyết định đi đến một cửa hàng thủ công để họ có thể mua một hộp thủy tinh và giữ những kho báu tuyệt đẹp của thiên nhiên mãi mãi. Tại cửa hàng thủ công Rách tìm thấy các trường hợp thủy tinh cho bộ siêu tập côn trùng nhưng cũng nhận thấy một loại ghim và kim tiêm. Trước đây họ chưa bao giờ quan tâm đến việc may mặc nhưng có một bức tranh trên quảng cáo của một người đàn ông mặc một chiếc áo gì lê tinh vi. Cha của Jack thích mặc áo khoác nên họ đã mua một cuốn sách về may cũng như một số kim và chỉ. Họ không đủ khả năng mua vải nên khi về nhà họ cắt những mảnh áo sơ mi ngẫu nhiên mà họ không bao giờ mặc nữa. Jack cố gắng giữ cho màu sắc có phần phù hợp và chỉ sử dụng các mảnh màu xanh lá cây vì đó là màu của áo di lê trong quảng cáo. Sau nhiều giờ đọc giữa khâu và chích ngón tay, Jack cầm chiếc áo khoác khâu vá với niềm tự hào. Nó nhắc nhở họ về một cái chăn hoặc cơ thể của một bù nhìn. Jack cười vào công việc của mình nhưng nó làm cho họ hạnh phúc và họ chắc chắn rằng nó sẽ làm cho cha họ hạnh phúc quá. Họ dành riêng để đưa nó cho cha họ vào ngày sinh nhật của ông và đi tìm một số giấy gói. Trong khi gấp lại hiện tại, Jack đã cố gắng hết sức để gấp giấy một cách hoàn hảo. Quà của họ luôn luôn kết thúc như một mớ hỗn độn bởi vì họ sẽ cắt quá nhiều hoặc quá ít giấy. Sau khi Jack gói xong áo di Lê, họ ngồi xuống và vô tâm chơi với tờ giấy còn sót lại. Họ cố gắng gấp tờ giấy vào trái tim nhưng nó kết thúc trông giống như vào phong bì hơn. Bây giờ tất nhiên điều này đã truyền cảm hứng cho Jack để học origami và nó đã trở lại cửa hàng thủ công để mua một cuốn sách khác. Trong khi Jack đang quyết định giữa các cuốn sách về origami của động vật sở thú hoặc origami của hoa, ai đó gõ chúng trên vai. Jack of all trades. What do you think about when you see a painting? Jack has been looking at paintings all day at the museum. Their favorites are the abstract ones. created by a beautiful accident. Jack thinks that they could make something like that. No problem. At home, Jack takes everything out of their room and covers the carpet and window with tarp. They bought buckets of random paint on the way home. Without a second's worth of thought, Jack grabs a bucket of stormy blue and splashes it on every corner of the room. They make sure to toss it close to the ceiling so the paint can travel down the walls like tendrils of ants carving a path to the floor. Next, they grab the canary yellow, but this time Jack dips their whole hand into the pail and slaps their fingers in the center of the walls. Now for rustic red, Jack gently wiggles their fingers in the paint and proceeds to dot the center of the bright yellow explosions. With the paint Jack has left over, they mix the yellow with the blue. When their arms are thoroughly soaked to the elbow in a mossy green, Jack spins round the room, effectively splattering green flecks all over the walls. On the tarp-covered floor, Jack admires the glorious chaos they created. Perhaps it was the paint fumes, but Jack was sure they had never felt so relieved before now. This calm, relaxed feeling reminds them of their mom taking yoga. She always seems happy and relaxed after coming home from classes. Jack looks up free yoga classes near them on their phone and find one at a park 2 miles away. They're there within the hour with no mat and wearing sweatpants and a tank top that says Lamast. And yes, it is their mothers, no one questions some rando joining in in the middle of yoga class. The pudgy middle aged single mothers exchange a look but don't try to kick Jack out. After class, Jack tries to make friendly conversation but everyone quickly packs up into their cars and leave. Jack doesn't mind their rudeness, instead, they walk around the park and take in the view. The day is much too lovely and sunny to dwell on the negative and Jack feels so relaxed after that yoga class. While walking by a tree Jack notices something colorful on the ground. When they bend over to pick it up then realize it's a dead butterfly. Its delicate blue and black wings are frozen in mid-flight. It's so beautiful Jack decides to keep it. They cradle the fragile creature gently with their fingers. They imagine what kind of life this little creature might have had before picking it up. It didn't seem like it had struggled when it died, so it must have lived a wonderfully fulfilling life. Dark clouds suddenly roll in and block out the bright blue sky. While walking back to their car, Jack discovers a dead green June beetle and a purple dragonfly. They pick those up as well and carry them gently in the palm of their hands. Jack decides to go to a craft store so they can buy a glass case and keep these beautiful treasures of nature forever. At the craft store, Jack finds the glass cases for insect collections but also notices an assortment of pins and needles. They had never taken an interest in sewing before, but there was a picture on the advertisement of a man wearing a sophisticated vest. Jack's father loved to wear vests, so they bought a book about sewing as well as some needle and thread. They couldn't afford fabric, so when they got home, they cut pieces out of random shirts they never wore anymore. Jack tried to keep the colors somewhat matching and only used green pieces because that was the color of the vest in the advertisement. After many hours of reading in between sewing and pricking fingers, Jack held up the patch stitched vest with pride. It reminded them of a quilt or the body of a scarecrow. Jack laughed at his work, but it made them happy, and they were sure it would make their father happy too. They reserved to give it to their father for his birthday and went to find some wrapping paper. While folding the present, Jack tried their best to fold the paper perfectly. Their presents always ended up looking like a mess because they would cut too much or too little of the paper. After Jack finished wrapping the vest, they sat down and mindlessly played with the leftover paper. They tried to fold the paper into a heart, but it ended up looking more like an envelope. Now, of course, this inspired Jack to learn origami, and it was back to the craft store to buy another book. While Jack was deciding between the books on origami of zoo animals or origami of flowers, someone tapped them on the shoulder.